Cái nhà này mơ ước lâu chưa? Lâu mà cũng đâu có tiền đâu mà để mơ ước. Vậy hả? Cũng mơ ước nhưng mà cũng đâu có dám nói đâu đúng không? Nói ra cũng mình không biết có được như sự thật không mà nên không dám nói, chứ không phải là không muốn vậy. Ừ. Bây giờ mình không có tiền thì không dám mơ ước, chứ không phải là mình được cái ngôi nhà, cái nhà ở thì mình cũng mừng lắm và cảm ơn tất cả hết. Bây giờ không biết nói gì hơn. Cái hàm gì đúng đúng mơ ước chưa cô? À, đúng mơ ước rồi đó, con mơ ước rồi, con nguyện là lâu lắm rồi, ngày nay được như vậy là cô vui lắm luôn rồi đó, vui rất là vui. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp và tìm về lại nơi cái am của sư cô Như Thiện. Hôm nay thì trong cái quá trình mà xây dựng nên Bùi Hồ muốn quay trở lại đây trong vòng một tuần lễ này để mà xem cái quá trình xây dựng như thế nào, để quay cho cô bác quý anh chị cũng như là mạnh thường quân trong cái quá trình thời gian qua đã ủng hộ để cho cô xây lại am mới. Đây là cái phần mà gặp này là cô Hai Vui đã gọi về để cho các công nhân ở đây, anh em ở đây người ta làm. Thì bây giờ vô đây sẽ gặp sư cô cũng như là các bạn xây để mình hiểu rõ thêm về cái công trình của mình. Dạ chào cô. À, hôm nay là thấy ra, hôm trước là con mới thấy cuốn đào đất lên thôi. Tuần lễ quay trở lại đây thì hôm nay là thấy cái am của mình nó đã có cái phần móng rồi. Ở khi nào bơm cát lên là xây gạch lại em rồi ha cô ha. Thì bơm cát lên nó xây gạch lên nữa là thấy thấy ngon rồi đó. Thấy ngon hả? Hôm nay cô ăn ngủ được không? Bữa nay ngủ được cái đó, nằm sớm về ngủ Vui vẻ rồi. Rồi con cảm ơn cô nha. À, cô bác của anh chị hôm nay thì lên đây thì chỉ có mình Bùi Hồ thôi. Cô Hai Vui thì có công việc ở nhà không có lên được nên chị cũng chưa tổng kết được cái số tiền là bao nhiêu. Và hiện nay thì cái chi phí mà cái số tiền mà Mạnh Thường Quân đã ủng hộ gửi cho Bùi Hồ thì vẫn còn giữ ở đây, chưa chi ra một khoản nào. Còn bên cô Hai Vui thì đã chi một số từ cái khoản mà Phong Bùi cũng như là Mạnh Thường Quân gửi cho cô Hai. À, Thành ơi, hôm nay thì đến đây thì không ngại làm mệt không? Dạ cũng mệt anh. Gì hả? Mệt nhưng mà vui đúng không? Dạ. Xây cái này, cái cảm giác mà xây cái am này so với xây những nhà mà em thường làm thì sao? Chung em cũng góp phần được cho cô thì chút nào em cũng rất vui anh. Ừ. Mấy anh em mình ở đây là mình mướn thêm làm. Dạ mướn thêm làm anh. Mỗi ngày là bao nhiêu tiền công? Chung thì theo bữa làm 1, 2, 3. Có bữa làm 4 người, có bữa làm 3 người anh. Ý nói mỗi công một ngày á. Dạ. Tại vì số người làm thì chung bình quân 3 người thì cũng 800 mấy ngàn. Thì bây giờ cũng 200 mấy chục ngàn một ngày ha. Nói chung phụ giờ cũng 220 đến 250 thôi. Con thợ cao hơn cũng 300 ngàn. Anh thấy là cái am của cô á hôm nay thì nó ra, anh thấy được, anh tưởng tượng là anh ra được cái hai phần gỗ gợt nè, ở đằng sau một khung, ở đằng trước với lại ở đây. Ở ngoài sau này mình dự định là làm cho cô một cái buồng hay sao anh? Dạ làm cho cô một cái phòng ngủ anh với cái bếp. Ừ. Có nhà vệ sinh trong đó luôn không? Dạ có nhà vệ sinh, ở sau. Là nhà vệ sinh ở trong cái ngày phòng đó luôn hay là mình sẽ thòng ra ngoài sao? Phòng ra sau anh, mở cửa sẽ ra cái vệ sinh. Ừ. Cái phòng ngủ với cái bếp diện tích là bao nhiêu? Phòng ngủ với cái bếp, phòng ngủ chắc cái bề ngang nó hẹp quá 4 mét thì em làm tầm khoảng cỡ 2 mét rưỡi anh. Ừ. Bề ngang 2 mét rưỡi dài vô tầm khoảng 4 mét. Ừ. Còn cái bếp bề ngang thì còn cái đường đi lại mất mấy thì em chia cái bếp nhỏ lại cũng chừa cái đường cho cô đi vô ra, nói chung em chia cho cũng đi cho thoải mái, nó cũng rộng rãi một tí. Vậy là cái nhà vệ sinh là mình sau cái phần gạch đó hả Thành? Dạ sau phần gạch ơi sao anh. Ờ. À, tính làm trong nhà nhưng mà nói chung cũng chặt rồi, có phòng cô ngủ, nói chung rồi, bây giờ em cũng dời ra ngoài luôn cho nó tiện. Rồi đằng trước này là bao nhiêu? Bề ngang bề ngang 4, 4 mét. Dài vô cũng 4 anh. À dài 4 luôn, 16 mét vuông. Dạ. Là ngoài trước này là mình nơi cái bậc tam cấp để cô thờ. Đúng rồi, để cô thờ Phật. Dạ. Ờ. Cô dự định là bậc tam cấp của mình là cô sẽ gọng chiều ngang là bao nhiêu cô? 2
sớm cô bằng với cô Hai Vui đó, thì có nói giờ cũng như làm cái tâm cấp cho cô là ba cấp đó làm thế rưỡi. Là cao mét rưỡi. À, ba cấp đó làm dạ. Mét rưỡi đó mà về cao thì nhiêu không biết độ để nó thành độ coi về cao á nhiêu thì cái ba cấp đó thì thế rưỡi đó cũng như một cấp gì là năm cấp. Dạ. Ba cấp thì nó ra hiện thức rưỡi. Dạ. Còn bề cao thì cô chưa biết. Có nghĩa là từ ở trong cái vách tường nó ra ngoài này là 1.5 mét. À. Tại vì một cấp nó 5 tấc. Dạ. Còn bề cao lên vậy thì nữa để hạ thành nó đổ cái nhà sau đó rồi nó làm cái cách. Ngoài trước này là cái mái ngoài sao trước là cái mái này hay sao thành? Cái hành lang trước. Rồi cái cửa mình đặt ở đâu? Cửa từ bên đây qua đây. Cửa từ cái cột này. Cửa em dự định là cửa gì? Cô nghe cô hai em nói cô Hai Vui là cửa gì? Làm cửa Đài Loan. Ừ. Rồi sao mình sẽ làm bao nhiêu cửa sổ thành? Dạ chắc hai cửa sổ anh ơi, hai cửa sổ. Hai. Phòng khách cái với phòng con ngủ cái cửa sổ. À vậy là nơi đây một cái cửa sổ. Và đằng sau đó một cái cửa sổ. Bên đây thì nó bít rồi cô, làm cửa sổ không được. Nhưng mà nữa cửa sổ khi nào đến phần cửa sổ đó em cho anh hay nha. Dạ dạ, nói chung bây giờ đặt cửa được rồi, em cũng chuẩn bị nói với anh thương lượng với bên cửa đừng đặt cho người ta làm anh. Bây giờ cửa sổ á, thì em nên làm một cái cửa mà có loại trắng. À, trắng bồ hông đồ đó thành. Dạ. Ở cửa hàng ta có không? Có, anh làm cửa nhôm là cửa kiến đóng lại là không có vô anh ơi. Có lưới không? Có loại cửa nào mà mở không mở kiến ra vẫn còn lưới không? Không anh ơi. Nói chung loại nó chắc đây nhưng mà em thì không rành bên ấy nữa. Ừ. Bạn em làm bên cửa anh ơi. Ừ. Bây giờ cửa nhôm kính rồi anh ơi. Nhôm kính thì nói chung hết. Nhưng mà mình là cửa kéo chứ đừng có cửa mở nha. Dạ cửa kéo anh. Cửa kéo ngang á. Dạ cửa kéo hai cánh. Dạ. Vậy là theo chia sẻ của em Thành á thì của cái em của cô sư cô cái phần sau này thì được là một cái bếp với lại một cái phòng ngủ chiều dài từ đây đến đây là về ngang thì 4 mét và dài là 5 mét là 20 mét vuông. Còn cái phần ở đằng sau này là nhà vệ sinh nè phải không Thành? Dạ. Nhà vệ sinh ở sau anh ơi. Ở ngoài này đây. Dạ, chứ ở đó chặt quá không có xây anh. Ừ. Thầy xây ở ngoài này nè. Dạ, dạ, đúng rồi. Ngay chỗ mấy cái cây nè. Dạ, dạ, dạ. Ừ. Và em sẽ làm một cái cửa sổ bên đây, là một cái cửa sổ đằng kia. Ở đằng trước này thì em làm một cái cửa lùa, cửa Đài Loan. Em loại lựa cửa loại tốt nhất cái Thành. Dạ. Ừ. Cho nó rộng. Rồi về cái phần mà cái nhà của cô Mười sao Thành? Nhà của cô Mười là có tính làm, nghe mẹ em nói là làm bên lắp ráp anh, em chỉ đào móng rồi lâm le rồi em cuốn nền lên bơm cát vô ở trên thì làm tiền chế lắp ráp. Tiền chế là bằng sắt thôi ha anh. Ở dưới là mình cuốn nền lót gạch. Dạ. Cái chi phí mà lắp ráp so với lại cuốn gạch thì nó trên lệch nhiều không? Trên lệch cũng không có nhiều anh ơi. Cái nhà của cô là diện tích là bao nhiêu? 4 hết hả? Dạ, nghe lấy hình vuông kìa. Ừ. 16 mét vuông. Thôi thì bây giờ không có bao nhiêu thì nếu như mà làm như vậy á thì nó nóng cho cô á. Dạ. Bây giờ em sẽ xây lên luôn đi. Dạ. Ha. Dạ. Rồi bao nhiêu thì nếu như mà thiếu đủ thì nghe cô Hai Vui là nói là Phong gửi cũng được 20 mấy triệu rồi đó. Dạ. Thì bây giờ thiếu đủ nhiêu thì mình sẽ tính tiếp. Em cứ xây ở trên là tường 10 luôn. Dạ. Rồi nhà vệ sinh rồi sao? Nhà vệ sinh chắc làm rồi, ở ngoài nói chung cũng làm kích thước cũng vừa anh nhỏ cũng đủ cô sinh hoạt với vệ sinh. Vậy là ở trong nhà này là nơi sinh hoạt nấu nướng với lại một cái giường ngủ thôi. Ngủ. Ở ngoài sau này là nhà là mình chỉ làm phần để cho cái giường ngủ với lại để cô cho cô Mười để đồ thôi. Dạ. Ha. Còn ở đây thì
em sẽ làm một cái nhà vệ sinh với lại một cái nấu nướng nhỏ mà em cắt bằng tiền chế. Dạ. Cắt bằng ở trên mình che bằng sắt ha. Còn ở đây thì anh nghĩ là nên làm bằng gạch luôn. Dạ dạ. Ha. Ở đây thì cái phần này là mình xây gạch thẳng lên luôn. Dạ. Ừ. Để cho nó không có nóng. Dạ dạ. Ừ. Vậy đi. Rồi có gì mai mốt khoảng tuần sau có gì alo lát nữa anh xin số điện thoại em, có gì anh alo em ha. Dạ dạ. Ừ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều nha. Cảm ơn anh em luôn nha. Dạ. Rồi sao rồi hôm nay vui không? Vui. Tại thông báo với cô bác của anh chị là cô Hai Vui thì cũng vận động được Phong thì gửi cô Hai Vui cũng 2 mấy triệu. Cô sợ là xây lên luôn á thì phải mình đổ cái phần móng ở dưới nữa, sợ không đủ tiền. Nên thôi thì bây giờ mình xây vậy đi, còn có ai ủng hộ được cho cô Mười nữa thêm một phần nào nữa thì mình tính tiếp mình vẫn ấy. Chứ vẫn không có thiếu đâu. 20 mấy triệu có thể đủ mà. Rồi vậy đi, cứ làm theo như anh nói vậy đi ha. Rồi nữa thiếu hụt thì mình sẽ vận động thêm. Chứ nóng quá cô Mười ngủ không được nữa. Hả? Có nói gì với mọi người không cô Mười? Dạ biết, cảm ơn cái biết nói vậy vậy. Vậy hả? Cái nhà này mơ ước lâu chưa? Lâu mà cũng đâu có tiền đâu mà để mơ ước. Vậy hả? Cũng mơ ước nhưng mà cũng đâu có dám nói đâu đúng không? Nói ra cũng mình không biết có được như sự thật không mà, nên không dám nói chứ không phải là không muốn vậy. Ừ. Giờ mình không có tiền thì không dám mơ ước. Ừ. Chứ không phải là mình được cái ngôi nhà, cái nhà ở thì mình cũng mừng lắm. Và cảm ơn tất cả hết, chứ giờ không biết nói gì hơn. Bây giờ là dám mơ ước chưa? Thì chừng nào hoàn thành mơ ước à. À, cô Mười vẫn làm nè. Sáng giờ cô làm cái công việc gì rồi? Thì đẩy gạch tiếp chứ dích hồ vô cho mấy người thợ xây nè. Cô trộn hồ luôn? Không, đó, ông chú ông trộn rồi ông đẩy vô đây rồi cái dích. À, là cô chỉ dít đẩy xe gùa đi thôi. Không, ông đẩy vô sẵn đứng đó dít tiếp chứ đẩy. À vậy là được rồi. Gạch rồi mình chất lên xe cho con cháu nó đẩy vô. Rồi dạ. Cái mình tiếp người ta này kia nọ đó, nước nôi rồi. Vậy là mình làm phụ hổng gà, mình không có đi làm lúa nữa ha. Vô các nhà rồi mình có nhà đâu có đi làm, dầu giá nào cũng ở nhà đặng mình phụ tiếp. Chứ mình đi mần đâu có nhiêu tiền. Giờ được cái nhà ở trước đi rồi hả, tính sao? Vui rồi. Mình có nhà nở rồi hả tính. À, bây giờ mình sẽ đi lại hỏi sư cô Như Thiện coi sao. Cái hàm gì đúng mơ ước chưa cô? À, đúng mơ ước rồi đó, con mơ ước rồi, con nguyện là lâu lắm rồi, ngày nay được như vậy là tôi vui lắm luôn rồi đó, vui rất là vui. Cô có nghĩ là, cô có nghĩ trước đây con có nghĩ là mình có được cái âm giống gì không? Không, cô chưa có nghĩ được đâu, ngày nay vậy được mà thấy hiện tại vậy con mới có nghĩ chứ, mơ ước thì có mơ ước mà đều chưa có được như vậy. Ngày nay cô thấy như vậy rất mừng. Con nói với cô luôn thì hôm trước con công bố cái số tiền của Mạnh Thường Quân đó, thì hiện nay con vẫn giữ y nguyên cái số tiền đó và chưa chi trả một khoản nào. Thì hôm nào con sẽ gặp cô Hai Vui, con sẽ giao cho cô Hai Vui một phần. Thì con sẽ lên đây thì con sẽ gửi cho cô Hai Vui luôn, quay clip gửi cho mọi người, cô bác quý anh chị thấy cho nó rõ ràng. Với lại tổng kết cái số tiền giai đoạn ban đầu là bao nhiêu tiền hay cô ha. Rồi hôm nay được nhờ hên là con lên đây thì mới đặng kêu nhờ Thành cô Hai thì sợ thiếu hụt tiền cho xây cho cô Mười. Nó làm dự định làm nhà tiền chế nhưng mà con nói thôi cố gắng đi, cứ làm xây gạch lên không có bao nhiêu tiền, có gì hỏi xin Mạnh Thường Quân thêm. Thì cảm ơn cô bác quý anh chị, cảm ơn cô rất nhiều nha. Cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip. Cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho sư cô Như Thiện cũng như là cô Mười để có được như ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo. Thì Bùi Hồ sau video clip này thì video clip tiếp theo Bùi Hồ sẽ quay lại cái số tiền mà chi tiêu bao nhiêu của cô Hai Vui và sẽ tổng kết lại cái số tiền lần 1 cho Mạnh Thường Quân xem.